họ đã đau, cho nên họ ngồi sừng sững tu, họ vượt qua những cái đó. Cho nên con yên tâm, con đừng sợ. Rồi con cứ nỗ lực con tu, bởi vì con cứ xét thấy mình cũng không có động địa gì đến mắt của mình, mà tại sao nó đau? Đâu có phải mà con mở mắt mà con tập, con nhìn từng cái gì đó thì đau mắt. Cũng như bây giờ con đặt thành một cái điểm này, con nhìn đó để con tập trung trên cái điểm đó thì con mắt con nó đau. Con hiểu chỗ thèm của nó nè. Lần này con đâu có nhìn chỗ nào đâu, có phải không? Con đâu có tập trung trong con mắt đâu, nhưng mà nó có những cái hiện tượng thay đổi của nó. Vậy mà con đừng có lo, không có sợ. Cho nên đối với cái pháp mình tu, mình biết rằng mình không có làm một cái gì mà có thể ảnh hưởng, nhưng mà cái sự bình thường với cái tâm bình thường của mình mà tất cả những cơ thân của mình thay đổi không có gì. Do ví dụ chẳng hạn như vậy mà trong khi tu tập thân các con bệnh đau, hay có những cái bệnh nào mặc dù là cái bệnh rất là ngặt nghèo, nhưng mà khi tu rồi cái thân của con nó lần lượt nó thay đổi, nó phải trừ tất cả những cái bệnh đó ra hết. Bệnh gì nó cũng phải trừ ra, bởi vì cái tâm thanh tạng là vô sự, thì nó là cái thiện pháp, nó là cái thiện pháp vô lậu, nó là cái chân lý rồi. Còn cái chân lý, cho nên gì mình sống trong cái chân lý thì cái thiện pháp đó nó chuyển ác pháp, nó làm cho cái nghiệp, cái nhân quả của nghiệp báo nó không còn tác động được nữa, cho nên nó thay đổi nó. Cho nên gì nó con biết lấy thiện chuyển ác, mà chỉ có cái thiện vô lậu nó chuyển toàn bộ ác pháp. Còn cái thiện kia nó có hữu lậu, bởi vì cái thiện hữu lậu thì nó có cái phước báo, có cái phước báo chứ nó còn lậu hoặc nó hữu lậu mà nó còn lậu, tức là còn đau khổ. Còn cái này nó vô lậu là nó hết đau khổ, mà nó hết đau khổ thì cho nên vì vậy mấy con tu mà trong thân mấy con có bệnh đau, có cái gì đi nữa thì nó sẽ thải trừ cái đó ra hết, nó chuyển ra. Cho nên cái phương pháp của Phật có ai vậy chứ, nó chuyển hết những cái nhân quả, mặc dù các con mang cái thân nó chuyển hết, nó không có làm con dao động, nó không làm con đau khổ nữa, nó làm cho các con thấy thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ là cái chân lý thì nó không có, nó thực thì nó không còn cái sai nữa, không còn cái thật nữa, nó đúng rất đúng rồi. Cho nên mấy con tu người ta giữ được thanh tạng là vô sự, ngồi giữ cái bất động tâm như thế này thì nó xảy ra những chuyện gì đó, tất cả những gì trong thân con đều là cái pháp hành đó mà nó thay đổi cái cơ thể của con, để đi đến cái chỗ mà không còn cái cơ thể nghiệp. Cho nên mấy con ráng nỗ lực tu thì mấy con trong thân có bệnh thì bệnh sẽ hết, mà có những cái chướng ngại gì khác, đó là một sự thay đổi của pháp hành, nó đã chuyển biến trong thân con. Cho nên càng lúc con tu càng lúc thì nó thấy càng khỏe mắn hơn, càng an ổn hơn. Cái gì đó, những hiện tượng mà con mắt con đỏ nó không phải là, mà giả dụ đặt cho thành cái vấn đề là cái nghiệp con bị đau mắt, mình phải nói rằng bây giờ mình không tu tới chừng đau mắt nó vẫn đau mắt, đặt thành vấn đề nó vẫn đau. Nhưng mà biết đôi chừng là do cái tu hành mà con mắt của con nó đỏ, mà nó nhờ cái phương pháp nó làm cho con không bị đau nhất. Còn nếu mà con cỡ không tu thì cái nghiệp mà con bị đau mắt nó còn làm cho con còn đau khổ hơn nữa nhiều. Cho nên nhờ cái đó mà có thể ở cái thời điểm đó mắt con bị bệnh, mình đặt thành vấn đề nhân quả mà. Nhân quả tới đó thì mình đâu có tránh khỏi đâu, nó sẽ bị mắt. Nhưng mà nhờ tu hành nó chuyển, cho nên con ôm pháp tu lần lượt mắt con nó tốt lại. Đây là đầu tiên thầy nói mình do mình tu để mà chuyển nhân quả của mình. Mà giờ nhân quả nó có, mình trả nhân quả nó đến thì nó cũng chuyển luôn, nó cũng nó không việc xa. Con thấy nghe thầy nói cái lòng mấy con tin tưởng, mấy con vững vàng, mấy con hết sợ, chứ không nó dao động. Nghe sao mà mắt nó đau vậy mà mình cắt ý rồi nó hết, mình dần nó cứ đỏ không biết là sao đây, nó không có đuôi. Tôi lo lắng tức là dao động, cho nên mình không sợ. Sợ mai mốt rồi cái thân này cũng đem vùi đất bỏ, còn gì đâu mà ở đó mà lo nữa. Cho nên vì vậy mà cứ nghĩ như vậy, chẳng dao động tâm chút nào hết, thì yên tâm mấy con cứ ôm pháp mà tu. Thì chỉ sợ mấy con ở trong thất, mà mấy con ngồi mấy con tu mà mấy con cứ nghĩ tưởng rằng mình ngủ mà mình cứ nghĩ tưởng mình tu đó, tu ở trong cái tưởng của con, nó cứ thấy nó tu trong chim bao, như mình ngồi về nó ngủ mất rồi mà cứ thấy ngồi tu, rồi mình dậy rồi mình cũng thấy mình tu thì cái đó cái làm đi mà mình làm như trong cái ngủ mộng tu chứ không phải là gì. Cái đó là hầu hết là có số người ở đây thầy thấy họ tu thì sợ cái vấn đề lắm, gì nó không có tiến tới được, mà nó dậm chân tại chỗ đó rồi cuối cùng nó không thấy đạt.
mình phải quan sát kỹ. Nếu mà thật sự mình thấy không cần thì nhiên hết thì mấy con ngồi tu rất tốt, mà nếu còn thì các con cố gắng các con đi kinh hành, đừng có để cho nó buồn ngủ, đừng có để cho nó vụt tới vụt lui, nó mất thì giờ ráng cố gắng đi kinh hành là tốt nhất. Mà các con đi á, cái hành động đi á, nó có cái giúp cho cái cơ thể của mấy con nó khỏe mạnh. Còn mình ngồi hoài mà không lao động gì hết thì cơ thể yếu. Còn cái người, con thấy cái người nông dân họ lao động thì họ khỏe hơn cái người ngồi ở trên cái bàn ở trong văn phòng, họ không có cơ, họ không hoạt động. Cho nên vì vậy mà mấy con nhớ là khi mình thấy con buồn ngủ là mấy con cứ đi kinh hành, đừng có sợ nó mỏi chân thì mấy con nghỉ chút rồi mấy con tập, chứ đừng có mỏi rồi cứ ráng đi hoài, đi cho liệt chân liệt cẳng thì đừng có tu những sai. Hãy nghe nó mỏi chân mình ngồi nghỉ, mà hãy mình nghĩ mình nghe nó buồn ngủ là mình đứng dậy mình đi. Cũng như cái người đi đường mà đi bộ, ngày xưa ông bà mình đi bộ, con biết họ đi bộ thì mỏi chân họ nghỉ, có gì đâu. Họ ngồi gốc cây ở giữa đường vậy họ nghỉ, rồi họ đem tàu này kia họ ra họ ăn, rồi cuối cùng rồi họ khỏe rồi cái họ lên đường họ đi. Họ đi từ Tây Ninh mà tới thành phố, họ đi từ Trảng Bàng này xuống thành phố, họ đi vẫn được như thường. Họ đi hồi xưa đó mấy con, mấy cụ hồi xưa họ vậy, sống họ đi bộ chứ không có xe cộ như mình vậy đâu. Còn có cao lắm là cưỡi ngựa với xe ngựa đồ bị bạ mà. Thường thường ngày xưa là ông bà mình đi bằng cưỡi ngựa đi, chứ còn đường xá không phải như bây giờ mà có xe cộ chạy, mình đi bằng xe bò thôi mà. Cho nên vì vậy mình đi bộ là chính, đi bộ. Bây giờ mình đi mình có xe cộ nha. Cho nên trong cái hiện thời này, hiện cái thời đại này, cái cơ bắp con người yếu hơn cơ bắp của mình, nghĩa là không có hoạt động. Cho nên thầy thấy buổi sáng nào ra ngoài đường thầy thấy bà con họ tập thể thao, họ chạy dài đường tập thể thao để cho cơ, vì mình đâu có hoạt động cái cơ bắp của mình đó, cho nên phải tập thể thao. Còn hồi xưa ông bà mình có tập thể thao đâu, mà người nào cũng là cơ bắp là họ lao động quá nhiều. Cho nên ở đây cái pháp thân hành niệm của Phật, cái pháp đi kinh hành của Phật là pháp rất tuyệt. Nó không phải là cái phương pháp mà thể thao thể dục mà dưỡng sinh, nhưng mà tại sao Đức Phật lại biết cái pháp chánh niệm tỉnh giác, là dạy chúng ta cái pháp thân hành niệm tu trên thân hành của nó như vậy, để cho cái cơ thể chúng ta nó có những cái hoạt động của cơ bắp của nó, để nó từ tay chân đưa ra đưa vô cho đến co tay co chân, tất cả mọi hành động trong thân của chúng ta, và vận dụng được cái hơi thở dài ngắn để cơ ở trong cái các cơ ở trong cái nội tạng của chúng ta nó hoạt động theo sự dài ngắn của hơi thở dài. Các con thấy ông Phật rất hay quá, thầy thấy quá tuyệt vời. Tại sao mình vận dụng được cơ bên ngoài, cơ bắp bên ngoài, còn nội tâm mình đâu có biết, các con hiểu không? Vậy mà vận dụng hơi thở dài thì cái cơ bắp của cái hô hấp nó phải thở như vậy, thì cái cơ bắp của tim mạch nó thở như vậy thì nó phải tuần hoàn máu của nó như thế nào. Chứ mình thở dài nó khác mà thở ngắn nó khác chứ. Cho nên những cơ bắp ở trong đó nó phải hoạt động cái kiểu khác, chứ nó làm sao mà nó đứng con chỗ nó bình thường được mấy con, có phải không? Cho nên khi mà Đức Phật vận dụng hơi thở dài nó khác, hơi thở ngắn nó khác, nó cũng gây cái ảnh hưởng của cái nội tạng của chúng ta, càng lúc nó mạnh khỏe, nó không đau ốm trong nội tạng mà mình đâu có biết. Nhưng mà khi tu rồi thầy quan sát thì thấy pháp Phật hay thiệt chứ. Không dạy chúng ta yoga để luyện tập, mà tại sao có những cái phương pháp đó mà không nói ra, mà tại sao có cái phương pháp thể dục như vậy để tạo cái cơ bắp như vậy mà không nói đó là phương pháp thể dục, mà nói là phương pháp đối trị với bệnh khổ ở trên thân của chúng ta, làm chủ bệnh khổ. Bởi vì Đức Phật nói sanh già bệnh chết mà các con thấy, mà luyện tập những cái pháp này là đối trị được cái bệnh mấy con. Cho nên vì vậy cái đi kinh hành của mấy con đâu phải là không lợi ích, cho nên đâu phải ngồi tu mới là tu, mà chính tu đi mới là tu chứ. Tất cả bốn quay nghi chúng ta đều tu thật. Mà nhớ những lời thầy dạy Phật để mà cứu khổ mình. Bởi vì mình mang cái thân này khổ lắm, hở ra chút thì đau bệnh, hở ra chút thì phiền não, đủ mọi khổ. Thế mà Phật pháp dạy chúng ta hết khổ những điều thì chỉ có mình cố gắng mới cứu mình. Không, mấy con ráng cố gắng lên con. Bây giờ thấy con quá. Được không? Thì con cứ đi như vậy thì lại tập trung vào để tâm trí, không có ngồi để quán tâm, quán thân họa, tâm pháp giữa bản thể. Như vậy thì con sợ những mất tài. Không, bây giờ thí dụ như con tu chỗ mà quán thân rõ tâm pháp ở trên tứ niệm xứ để giữ tâm thanh thản an lạc vô sự thôi. Thì đó vẫn có cái giờ đó, còn bây giờ con đi để mà phá hôn trầm cái gì? Con phá hôn trầm thì bắt đầu con câu hữu với cái vô lậu,
con kết hợp đi thì từng cái niệm con đưa ra cái đề tài nào đó con quán nó để con xả cái tâm. Con biết cái tâm tham khi con nó chưa hết thì con phải tu cái này nhiều chứ. Còn khi mà thấy nó hết rồi, thô nó không còn có nữa, nó còn vi tế thì con giữ cái thanh thản an lạc vô sự là nó quét cái vi tế nó đó. Chứ không phải là cái nào nó cũng ly dục để hóa hết. Nhưng cái phần mà các con ngồi mà tu tứ niệm xứ là quét cái vi tế ở trong cái tham si trong tâm của con là vi tế. Còn cái mà đi kinh hành mà dùng định vô lậu quán từng cái niệm để thấm nhuần đó, thì nó quét cái thô, nó làm cho cái tham si thô nó ra, nó không còn, nó ly hết tới những cái tham si thô ra. Thì trong khi tu tứ niệm xứ là nó quét cái vi tế. Bởi vì mình ngồi đây có chướng ngại thì mình tác ý đuổi đi thôi, cho nên vì vậy nó quét cái vi tế nó còn. Cho nên con biết áp dụng, biết câu hữu á, thì lúc này là lúc mấy con chưa có phải là rồng chuyên trên tứ niệm xứ không, con hiểu không? Mà trên lúc này con thấy mình còn cái gì cần mắc mướn một cái gì đó trong cái tâm tham sân si của mình mà nó chưa hết, mình thấy mình rất rõ. Do đó con câu hữu dưới định vô lậu để mà thấm nhuần được cái lý vô lậu để mà xả nó một cách rất nhẹ nhàng mà không bị ức chế. Còn nếu nó còn thô mà mình cố gắng mình ức chế bằng cái pháp như lý tác ý của tâm thanh tạng an lạc vô sự thì mình bị ức chế tâm trong tâm thanh tạng an lạc vô sự, ức chế nó không bị nó thô không, còn nó vi tế nó ngầm nó quét. Cho nên mình giữ cái thanh thản đó, mình quan sát bốn chỗ thân thọ tâm của mình thì nói chung là vi tế thì nó ít. Khi mình ngồi lại tu tứ niệm xứ thì cái thân của mình nó ít xảy ra các tâm thọ đau đớn và mỏi mệt, nó sung thường, nó sung mãn hơn, vì nó vi tế rồi nó sung mãn hơn. Còn nó còn thô, con ngồi lại một lát mà mỏi đau nhức thì còn thô, thì do đó mình phải kết hợp với các pháp khác để mình xả nó mới được. Cho nên mình mới ngồi lại tu tứ niệm xứ nó mới bình an, chứ không khéo con ngồi tu tứ niệm xứ mà con cứ lo đẩy lui qua ai thì cũng như con tu các pháp khác rồi. Cũng như bây giờ ví dụ như thân con bị, con ngồi tu tứ niệm xứ này mà nó bị đau nhất cái này đau nhất cái kia trong thân con, buộc lòng con phải nương vào định niệm hơi thở con để an trú trong hơi thở để đẩy lui chứ gì. Rốt cuộc rồi mình giữ thanh thản mà rốt cuộc mình phải tu định niệm hơi thở, con thấy không? Cho nên mình đâu có tu tứ niệm xứ gì được, bởi vì nó có chướng ngại mà đẩy lui nó không được thì làm sao giữ thanh thản được. Buộc lòng mình phải dùng định niệm hơi thở để quét cái thọ tạm thọ đó ra. Còn giờ mình cứ ngồi đây mà cứ niệm lăng xăng hoài mà thanh thản không được thì như vậy tu tứ niệm xứ đâu có được. Buộc lòng phải định vô lậu, đưa từng đề tài quán ra thì coi như mấy con mới vô đào mới tu là định vô lậu, định sáng suốt, định niệm hơi thở thôi chứ còn cách nào khác, phải không mấy con? Phải hiểu biết khi mình ngồi lại mà tất cả các cảm thọ trên thân không thấy tác động đến thân mình, từ 1 giờ đến 2 giờ không thấy tác động, và tâm mình thỉnh thoảng có một niệm rất nhá đến cái đoạn đi mất, còn hoàn toàn là không thấy bóng dáng của hôn trầm thủy miên. Nhiều khi chúng ta tham, chúng ta muốn tu tứ niệm xứ cho nó mau vậy, nhưng mà cái trình độ chúng ta chưa tới thì chúng ta bắt đầu tu thì chúng ta ngồi lại thì lát nhất cái chỗ này mỏi chỗ kia, bao nhiêu thứ đó thì các con còn ở trên tứ niệm xứ được không? Luôn luôn phải ở trên định niệm hơi thở để mà khắc phục tham ưu đó. Và bây giờ tâm mình nó lăng xăng, nó cứ lát về lát sang, lát buồn ngủ, thì nếu mà buồn ngủ thì mấy con phải đi chánh niệm tỉnh giác rồi, làm sao mấy con dám ngồi đây? Thì như vậy đâu có phải tu tứ niệm xứ nữa. Mình cho nên vì vậy mà đi, nếu mà đi kinh hành mà ra giữ tứ niệm xứ là nó ngủ đi nó cũng ngủ nữa, phải không? Các con phải tác ý từng hành động thôi, hoặc là các con phải chú ý rất kỹ trên bước đi để nó phá mới được chứ. Mình giữ sơ sơ nhẹ nhẹ thì mình cũng ngủ à. Cho nên cuối cùng mình tu tứ niệm xứ mà trở lại mình tu các pháp mới vô đầu tứ chánh cần không à, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, chứ chưa phải tứ niệm xứ. Nhưng mà mang tiếng mình tu tứ niệm xứ, thật sự ra mình chỉ mới tu thư giãn mà thôi, tức là định sáng suốt thôi mấy con. Bởi vì nó chiếm hết cái thời giờ động của mình quá rồi, thành ra mình đâu có giữ tứ niệm xứ được hết, phải không các con hiểu? Cho nên thầy tiếc rằng thầy chưa có làm xong. Nếu mà thầy soạn thảo cái giáo trình tu tập xong, các con biết mấy con ở trong trình độ nào thì đưa vào lớp nấy hết, đâu có tu lộn xộn được hết. Còn bây giờ nó chưa có thì nói chung là không có người đứng lớp, làm sao mà dạy cho được những cái phân lập cho được đúng như vậy. Cho nên bây giờ các con xét thấy mình ngồi tu tứ niệm xứ mà cứ lát thân nó mỏi đau nhất chỗ này kia thì mình phải dùng cái pháp mình đẩy lui. Rồi hễ mà nó hơi yên chút á thì cái tâm của mình nó lại phóng ra cái niệm này niệm kia, nó không có được yên, không à, do nó như vậy thì mình biết rằng bây giờ mình phải tu cái pháp nào, dù là ở trên cái thanh thản này mà tu thì phải câu hữu hết tất cả các pháp, coi như tu tứ niệm xứ mà phải câu hữu các pháp khác để mà tu tứ chánh cần mới được, ngăn ái gì hết.
giãn ra vào để nó được không? Bởi vì nói chung là trong khi tu tứ niệm xứ mà con giữ thực tại, con có phần ức chế nó mới căng con đó. Tu tứ niệm xứ là hoàn toàn nó không có tập trung đâu hết, cho nên nó không căng. Chỉ có bây giờ, ví dụ như bây giờ con tu tứ niệm xứ nè, à con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự nè, con không giữ ở trong thanh thản đâu, mà con quan sát cái thân con rồi con thư giãn, con thư giãn như cái pháp thư giãn vậy đó. Rồi một chút đó, con sợ nó có những cái niệm, nó có những cái gì tác ý, nó tác động vào thân tâm con, cho nên vì vậy con mới nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, con mới nhìn quan sát một dòng của thân rồi tâm pháp của con, xong rồi cái con để tự nhiên, con để tự nhiên cho nó thanh thản an lạc như mình thư giãn đó, cái thức thư giãn để cho tự nhiên. Rồi mình lại một lúc mình lại quan sát bốn chỗ này nữa, mình tác ý thanh thản là vô sự, rồi mình quan sát. Bởi vì mình quan sát như vậy á thì nó đi một vòng, nhưng mà cái thường thường á thì thầy lưu ý cho mấy con á, là khi mà nó thanh thản như vậy á, thì nó lại tập trung trong hơi thở, nó cứ thấy hơi thở ra hơi thở vô, mà để tự nhiên cho nó thở, thấy nó nhẹ nhàng thì để. Nhưng mà một lúc mà nếu mà nó không có niệm gì thì nó bám chặt vô hơi thở, nó trụ trong hơi thở mấy con. Thì do đó mình nhắc thanh thản an lạc vô sự, mà mình nhắc như vậy chứ vẫn là mình thấy nó biết hơi thở chứ chưa phải chạy mất hơi thở đâu. Cho nên buộc lòng cái tâm mình nó đảo đi một vòng á thì nó mới rời cái hơi thở ra, con hiểu không? Mình quay một vòng rồi bắt đầu nó rời hơi thở ra, thì bắt đầu mình giữ thanh thản thì bắt đầu nó trở lại, nó thấy hơi thở, mà nó thấy hơi thở không phải nó bám chặt, chứ nó luôn luôn nó bám hơi thở, cho đến khi mà nó lìa khỏi hơi thở mà các con thấy thanh thản hoàn toàn, nó không thấy hơi thở nữa, thì lúc bây giờ mới chính niệm xứ. Khó lắm chứ không phải dễ. Nó mới giảm xuống. Đúng vậy con. Rồi bắt đầu con đảo mắt, con nhìn bốn chỗ con, rồi con thư giãn đó, con ngồi thư giãn trở lại. À, cách thức mà hồi đầu tiên mấy con tu định sáng suốt là thư giãn đó, thì mấy con giữ là thư giãn, đó là tu tứ niệm xứ đầu tiên đó. Rồi bắt đầu nó trở về, nó thấy nó bám vô hơi thở hơi xiết nhiều, mình lưu ý đó con, thì bắt đầu mình tác ý thanh thản là vô sự, đừng bám hơi thở, cái mình quay mình quan sát một vòng nữa, cái mình trở về thư giãn nữa. Thì mấy những cái pháp đó đều là mấy con liên tục, mấy con hộ trì và bảo vệ. Con kiểm tra lại coi thử coi mình tu đạt được đến chỗ nào không? Có cũng dễ lắm. Thứ nhất là con xét bây giờ con tu từ 7 giờ cho đến buổi tối, 7 giờ cho đến 10 giờ con mới đi ngủ. Thì con thấy hoàn toàn con tỉnh, không có buồn ngủ, không cầm gì hết. Rồi tới khuya 2 giờ dậy cũng tốt, đúng chứ không phải là dậy trễ hoặc lười biếng. Dậy đúng giờ, thức dậy đàng hoàng. Rồi tu thấy nó cũng không cầm thiền miên. Thì đó là phải tốt. Rồi buổi sáng con tiếp tục tu cũng thấy không có, buổi chiều tu cũng thấy không có, nghĩa là sống độc cư hoàn toàn 100%, chứ còn con nói chuyện rồi thì thôi, thì mình lắng nghe cái chỗ mà không có ông cầm thì miên là cái người phải độc cư trọn vẹn, còn không độc cư trọn vẹn thì không thấy hết được đâu. À, khi mà độc cư trọn vẹn cái tướng ông cầm thì miên nó dễ lộ ra lắm, mà nếu mà nó hoàn toàn nó hết rồi thì đó là cái kết quả của con rất tốt. À, mình tu vậy mà nó không có ông cầm thì miên thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình xét lại về cái tâm tham với sân mình có không. Nếu mà tâm sân con mà không có, thân con nó bình an, nó không có đau nhất chỗ nào hết, là sân nó đã ly. Còn nó còn sân tức là nó còn đau nhất, nó báo cho mấy con biết là cái sân mấy con là mấy con còn hiện tượng đau nhất. Nó bộ kiểu cao đi thật. Nhưng mà thầy mấy ngày nay con tu tập lên thì về vấn đề hôn trầm thì chiến đấu đến cùng, không theo dõi tôi lúc ngồi đó thì có hôm á thì ngồi tự nhiên nó mình thấy mình ngồi đàng hoàng, mình tỉnh thức đàng hoàng, nhưng mà cái thân mình nó bất động, nó yên ru. Còn quan sát lại thì giống như là triệu chứng của sự hôn trầm, nhưng mà mình vẫn biết mình đang ngồi thở ra thở vào bình thường đàng hoàng, nhưng mà cái thân mình thì nó giống như nó ngủ. Đúng vậy, tâm thì thức thì nó tỉnh đó. Dạ, nó tỉnh vẫn biết hơi thở. Nhưng mà kiểm tra lại thật kỹ thì mình biết là một trong những cái hôn trầm. Thì hôm qua con quyết tâm kiểm tra, coi như là cứ 5 phút là kiểm tra, 5 phút tu hơi thở. Con tu quán tâm định tĩnh dạy trong 3 đề mục. Thì con cái đề mục quán tâm định tĩnh thì con
con có tu cũng nhiều lần nhưng mà nó chưa đạt kết quả hơn hai cái đề mục kia. Con nhắm vào quán tâm bình tĩnh con tu. Thì 5 phút tu xong rồi lại mở ra thư giãn. Thì khi mà hít vào trong 5 phút á, thì 5 phút đầu á thì tốt. Nhưng mà qua 5 phút thứ hai thư giãn xong á, thì thứ hai tiếp tục á, là nó lại khi hít vào quán tâm bình tĩnh nó lại không trầm mình. Khi hít vào mình nín thở để mình tắt tao ý đấy. Quán tâm bình tĩnh tôi biết được cô, quán tâm bình tĩnh tôi biết được là nó đến. Khi hướng cái câu đó là nó đến mà thầy. Nó đến mà con phải ngồi con bây giờ bình thường là ta đi. Nhưng bây giờ ta không định ta coi mày như thế nào. 5 phút tu và 5 phút thư giãn. 5 phút tu, 5 phút thư giãn. Đến qua phút thứ 10 là không chịu nổi với nó rồi thầy. Nó đâu có, nó mạnh lắm. Nó vô nó giành. Thì bây giờ mở mắt trao áo nhìn. Coi thử như thế nào. Bắt đầu xong bắt đầu con phải quyết định là thích vô thở ra hướng tâm. Hướng tâm thật. Hướng tâm thật. Quán tâm bình tĩnh nó cũng không chịu phải đổi cái đề mục khác bà thầy. Tâm phải sáng suốt như ban ngày. Hướng bằng trong tâm nó cũng không nghe lời. Con rồi, bây giờ không nghe lời thì ta hướng bằng miệng luôn. Hướng bằng miệng, hướng to lên. Con dùng tất cả những câu pháp hướng chẳng hạn như quán tâm bình tĩnh hoặc là hay là ngủ này là cứ si mê mê muội là hãy đi đi cơn mê sai sai hãy đi đi còn hướng ra là đùng nó cũng còn lừ đừ nó cũng vẫn dại nhưng mà nó còn đứng đó nó thôi bây giờ ta phải đổi động tác đứng lên bắt đầu cái là dở chân xuống dở đạp tại chỗ luôn còn dở đạp rồi tập hít thở hít vô thì lại không hôn trầm mà thở ra thì hít vô thì lại không lười biếng mà không hôn trầm sáng suốt thở ra thì lại hôn trầm lười biếng thì cho ra cô cứ dở đạp cỡ khoảng 10 phút thôi 10 phút hay 15 phút gì đấy thôi là nó bay mất tiêu rồi thầy. Giờ con ngồi trước trở lại thì thấy khỏe tỉnh táo mà cũng tập luôn cho đến chỉ nửa tiếng sau để mà mình nỗ lực tu cái pháp thư giãn rồi hoặc là định niệm hơi thở nó tấn công dữ. Nhưng lúc mà đầu tiên con đi kinh hành á thì con đi thân hành niệm thì nó không làm gì được đó. Nhưng mà còn khoảng 4:30 rồi còn khoảng 30 phút tu nữa thôi mà nó vẫn chiến đấu với nó. Cho nên bởi vậy thì cái phương pháp của thầy dạy thì hôm nay thì hướng dẫn con tu thì giống như là ngồi chơi sơ nước vậy. Dạ. Chơi nhiều hơn là tu. Lúc đầu thì mình tu nhiều hơn là mình chơi. Nhưng bây giờ là chơi nhiều hơn mà tu. Ngồi chơi nước nhưng mà cũng khó chơi quá. Khó lắm rồi đó. Ngồi chơi để chứ mà chờ cái mình chơi nước mà nó vô nó tấn công thì. Tấn công. Dạ. Cho nên cái pháp tu gọi là thân hành niệm đợt này thì thư giãn con người rất nhẹ nhàng thoải mái. Mà rất là hoan hỷ khi mà nó không có bị những cái áp pháp sanh chiến thì hỷ lạc nó phát sanh. Nó rất là tốt. Nhưng mà khi áp pháp sanh chiến thì nó dễ lắm. Thì mình ngồi với cái tâm gọi là định sáng suốt rồi tu thanh thản là vô sự là nó tấn công dữ lắm. Dễ tấn công. Dạ. Nó không có cái gì mà ngăn chặn nó hết rồi. Dạ. Ngồi như là mở cửa. Dạ. Nó dễ vô. Dễ vô. Cho nên bởi vậy con thấy cái phương pháp này hay là đối với cái hôm trầm là cái đặc biệt. Chứ còn cái sự phóng tâm suy nghĩ những cái gì đó thì chỉ tác ý là không chạy đi mình. Nó không có. Như trưa hôm qua đó, con để khoảng 1:30 là mình dậy. Nhưng mà khi đó thì chưa tới 1 giờ là đã dậy rồi. Chưa tới 12 giờ mấy hắn đã dậy rồi. Hắn dậy mà hắn nằm thức về bên thầy. Hắn nằm mà con cứ nằm, con nghiên cứu thử thức như thế nào. Thì nó vẫn thức tỉnh qua. Mà nó chẳng thèm ngủ nữa. Sao mà tối nó ngủ hoặc là sáng nó ngủ mà sao giờ nó không chịu ngủ. Bây giờ ta biểu đi ngủ đi để mai ta tối ta tôi thức ta tu chứ. Sao mày nằm tỉnh veo, mày nằm tỉnh veo thì ta tu tỉnh nó suốt. Còn nằm thì con để tay lên con nằm thì nằm sao để hơi thở rất rõ ràng mình hả? Để ra còn rất rõ ràng. Con nói tu định nó suốt mà sao rõ ràng vậy? Đừng có để hơi thở mà sao nằm nó lại để hơi thở mình. Nó dễ lắm. Dễ hơn là dễ hơn tu hơi thở. Dạ, không cần tu hơi thở nó cũng bằng để ý nào. Không biết lý do gì mà con cứ nghiên cứu hoài nó không ra. Chưa phát được không cần. Là sao chưa phát được đâu. Cho nên thì,
đương nhiên rồi, thì mình tu thì nó đi ra đi vào thì con biết là cũng phải làm lại từ đầu thôi, cũng phải phá. Cái hôm đợt trước thì đối với thầm trầm thì nó nhẹ rồi, sau này nó nhẹ, bây giờ vẫn tấn công. Tấn công nhưng mà con thấy đợt này tu vẫn nhẹ nhàng hơn hơn vừa rồi con tới. Đợt hôm ngoái con tới thì nó có nhiều cái nỗ lực hơn và nó nhiều cái chướng pháp hơn. Chứ bây giờ tu nó rất là nhẹ nhàng, dù nó đến nhưng mà con có cái chiến thuật để đánh nó, con gọi là có kinh nghiệm cho nên nó cũng không đến nỗi gì. Cho nên thì con hỏi thầy là cái sự tu tập là nó như vậy đó, đòi hỏi rất là nỗ lực nhiều. Mà thì dù rằng đi ra nhưng mà khi vào á, quán trở lại cỡ khoảng gần một tuần nay con tu thì con thấy nó không cực như năm ngoái. Năm ngoái nó rất là cực khổ, vừa chiến thắng nội tâm mà vừa các cái pháp không có rành lắm, hành cái này cắt cái kia. Chứ bây giờ là bây giờ nó rành rồi. Giờ nó rành, khi nó bị pháp nào thì mình biết cái pháp đó mình đánh liền. Với lại những cái phiền não, tuy rằng đi ra ngoài có nhiều phiền não, nhiều cái chướng pháp, nhưng mà khi vào tu lại nó cũng không có, cái tâm vẫn trống lỏng mình, cho nên nó gia nhập liền. Nó không phải như ngày xưa là phải vô phải gọt lại sạch sẽ từ đầu khó khăn. Chứ bây giờ vô cỡ vài ngày là nó sẽ hòa nhập trở lại, và nó thuần trở lại, và nó có cái cách đánh nó dễ dàng. Nhau cái chiến thuật chiến lược mình biết cách. Trong khi mà con ngồi tu mà dễ hơi thở à, quán tâm định tĩnh mà tác ý mà nó không định tĩnh thì sử dụng như thế này là nó sẽ định tĩnh. Bởi vì nó có cái đề mục mà hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Cái đề mục đó là cũng là đề mục khá không cầm. Bắt đầu hít chậm, thở chậm dần 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 dần, hít cho chậm, chậm thì chậm, rồi thở ra cũng ráng thở cho chậm thì chậm. Rồi một hơi thở, hai hơi thở. Mà nếu mà thở 5 hơi thở rồi nó không có còn buồn ngủ nữa đâu, bị thở chậm quá nó ngủ không được nữa, nó tỉnh bơ là hết. Mình nhắc có câu à, giới tâm một quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô, quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra, rồi mình thở bình thường mà mày thấy nó còn buồn ngủ, được rồi tao chỉ cho hơi thở dài là mày chết. Thì nó chết à, hít hơi chậm chậm rồi nó chết đó. Nó không có, nó tỉnh lại như thường à, mà hít vô chậm chừng nào mồ hôi nó ra chừng ấy, làm cho các cơ thể của mình, các cơ bắp trong người của mình bắt đầu tỉnh lại, nó không có. Chứ còn nó buồn ngủ, nó ngủ cả cái cơ thể của nó chứ không phải. Cái cơ thể nó lặng lặng, nó làm như nó lười biếng cái gì á. Thì đó, thì bắt đầu đâu giờ mình ngồi nè, mình quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô, quán tâm định tĩnh, mình nhắc nó vậy đó. Mà nó, mình biết là nếu mà thở nhẹ nhẹ, nó không có nghe đâu. Nói gì chứ nó chưa nghe, bởi vì cái đạo lực mình chưa có đâu. Nó chưa nghe đâu. Bây giờ mày không nghe nè, tao thở chậm cho mày biết. Bắt đầu tôi hít vô chậm 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 chậm, tôi ráng tôi hít chậm thiệt chậm, thở ra chậm một hơi thở mà nó chưa có tỉnh thì tao làm hơi thở thứ hai, chưa tỉnh thì tao làm hơi thở thứ ba. Mệt biến đầu nó bắt đầu mình thở hơi nó thở chậm á là nó thiếu oxy, bắt đầu cơ thể nó bắt đầu tỉnh, chứ không tỉnh thì chết nó luôn. Đó là cái thức mình phá hơi thở, dùng hơi thở phá. Cho nên con thấy cái đề mục tại sao ông bà cũng dạy mình, tại mình không biết áp dụng thôi. Ông nói hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết. Để mình tập luyện nó làm gì biết không? Để khi mà gặp ông Trần Thiền Miên là hít vô dài, thở ra dài là tiêu nó à. Rồi khi mà nó loạn tưởng cũng vậy nữa, áp dụng vô nó tiêu nó. Nó không có còn mà tuôn trào ra, chứ không kéo nó tuôn trào. Cho nên cái sự tập trung cao đó là cái sự mà hít thở, hít thở chậm chậm chậm. Ông nó mới có cái hơi thở dài, nó mới có hơi thở ngắn, rồi mới có hơi thở bình thường. Có ba cái điều mục đầu tiên. Thầy nói đó, bữa con lên Đà Lạt là con có thấy cái quyển tập hài của thầy đó, thầy có viết đó, con có tập thử mấy tháng không có được. Lên Đà Lạt con có tập thử. Thành ra nó phá, nó mình có nhiều cách phá hôn trầm, bị gì nói chung cái hôn trầm nó có, nó không phải dễ. Cho nên mình đi chánh niệm tỉnh giác, mình đi kinh hành 20 bước, mình ngồi xuống hoặc mình đi pháp tân hành niệm, nó đều là giúp cho mình tỉnh hết. Nhưng mà mình muốn ngồi tại chỗ mà tỉnh à, bây giờ mình tác ý thấy nó tỉnh được một lần hai lần, mình tác ý to tiếng cho nó hết thì thôi. Mà này nó không chịu hết là mày, tao có đủ pháp đủ bài bản đâu gì, không có thể nào mà đánh thắng mình được đâu. Con thấy ông Phật cũng trang bị cho mình đủ kích thước pháp để mà chiến đấu với cái tham si này. Các cái tướng tham si nó lộ ra rồi mình có đủ pháp mình không, chứ nếu mà không có pháp mình không thắng nổi. Cho nên mấy con tu tập, mấy con biết áp dụng rồi thì rồi mấy con biết áp dụng là mấy con sẽ tới. Bởi vì mặt nó ló mặt nào mấy con dẹp nó luôn hết.
Thì như vậy rồi rõ ràng là mình ngăn ác diệt ác, cái gì sanh thiện tăng trưởng thiện gì mà ngăn hết, bắt đầu pháp hết rồi phát thiện ác, hậu pháp ác nó hết rồi thì còn chỉ toàn thiện thôi, thì giải thoát cái gì, là hết tâm trí rồi thì giải thoát chứ còn gì nữa, đòi cái gì nữa đâu. Thầy nói như đủ chừng nào mấy con hồi báo bây giờ ngồi suốt đêm nay 12 tiếng ngồi nè, không có được không trầm thì nhiên ngồi đó vậy, cứ bắt đầu tỉnh bơ như vậy mà kéo dài, mà bảo là không có không vật không niệm gì hết, nói vậy chứ mà nó nghe nó cái dài suốt đêm như vậy là mình được rồi thôi. Mà mình bảo nó không nghe, nó gục tới gục lui rồi mình chui vào lùm tủ nó ra. Các bạn thấy tu theo Phật là phải vậy đó, phải cái lệnh của mình như vậy, mình muốn là nó phải dục như ý túc này. Muốn sao nó phải làm vậy, chứ mà nó làm khác là không được. Mình muốn mà nó làm cái kiểu của nó thì nhất định là tao phải tu thôi. Tu chừng nào mà tao bảo nghe thì được, còn nghe không nghe thì tu nữa, tu hoài. Làm sao mình sai cái thân và cái tâm mình cho nó được, tức là mình làm chủ nó đó. Cái mục đích của đạo Phật là như vậy, chứ không phải là mình rèn luyện thần thông hoặc là làm cho mình có những biết chuyện quá khứ vị lai hay hoặc là phóng hào quang đâu, nó không có quan trọng. Cái vấn đề này nó quan trọng làm chủ được cái thân tâm của mình là quan trọng. À, tôi làm chủ tôi biết là tôi bảo nó sao nó nghe vậy, bảo thức suốt đêm là anh thức suốt đêm, tỉnh bơ suốt đêm mà bảo ngủ là ngủ, còn cho ăn là cho ăn, mà không cho ăn là không có giao đói. Còn mình nữa, mình nếu không cho ăn đến bữa mà không ăn thì đói, thì như vậy nó chưa có nghe mình. Làm sao mà mình bảo à, bữa nay ta cho mày phải ngày không có ăn uống mà phải sung mãn, phải an lạc chứ còn không có được mà đói, không có được mệt, không có được chóng mặt. Mà nói vậy rồi phải 7 ngày không ăn uống gì mà nó sung mãn, tức là tứ niệm xứ. Con nghe nó 7 ngày 7 tháng 7 năm người ta có thể kéo dài cái thời gian mà ở trong tứ niệm xứ như vậy, tức là cái trạng thái bất động. Mà nếu nó động, nó đói, nó động, nó mệt thì nó động được, còn gì nó gọi là bất động. Cái định bất động đó, cho nên nó trong cái bất động định, nó bất động tâm định á, là nó không có ba cái tướng thì gọi là vô tướng tâm định. Vô tướng tâm định thì nó không có tướng dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. À, nó có dục lậu thì trong đó không được, mà hữu lậu cũng không được, mà vô minh lậu cũng không được ở trong này. Cho nên nó ba cái tướng lậu này không có, mới gọi là bất động tâm định hay là vô tướng tâm định. Cho nên thường thường Đức Phật hay nhắc cái mục đích này lắm, và cái mục đích đó là chính cái đạo cái chân lý của đạo Phật, mình đạt được cái đó rồi. À, như vậy hôm nay đó mình có những cái phương pháp để đối trị những chướng ngại pháp, để đem lại cái sự bất động đó chứ không có gì. Tu vậy thôi chứ không có gì hết. Chừng chưa? Ghê quá. Đi lặp lại mà thầy. Vì mình theo con nghĩ á, nếu mà mình mà quyết chí tu á, mà làm một pháp thật coi như là lịch sử á, là một pháp lịch sử, thì nó rất là có kết quả và đạt đến cái mục đích của mình hướng đến. Còn mà mình chưa có nhọc nhằn á thì mình phải nhọc nhằn với nó. Nếu chẳng hạn mình tu nhọc nhằn với nó rồi mình tu rồi ít tháng rồi mình lại nghỉ rồi mình lại tu tiếp á, là mình nhọc nhằn với nó thì nó là nhọc nhằn với mình. Nhằn đúng vậy. Khổ sở kéo dài có thể đôi ba năm, bốn năm năm mà cũng không kết quả. Còn nếu mà quyết chí tu một cái rạc, sống chết với nó làm cái rạc với nó, thì theo con nghĩ thì nếu mình biết được pháp có người hướng dẫn thì cũng không có là khó khăn. Dạ, nhưng mà do mình không có nỗ lực quyết chí cho nên mình phải kéo dài đến năm này đến năm kia, nó hành mình khổ sở. Cái tham sân si nó hành đó. Hành chứ. Dạ, nó hành. Mỗi lần mình vô mình ngồi, nó vô thở ra, nó làm nhức mỏi, rồi hắn lười biếng, rồi mình thấy mình cũng khổ sở vậy thôi. Khổ chứ. Dạ, khổ. Mà cứ kéo hoài cái thứ nhọc nhằn này. Tu hoài, tu suốt đời của mình nó nhọc nhằn hoài. Là càng khổ. Càng khổ chứ. Cho nên có người tu 7 năm năm rồi, 4 năm năm rồi, 5, 10 năm rồi vẫn cũng không được. Là do cái chỗ là mình còn tham cái lạc thú này. Ừ, đúng vậy đó. Còn dính mắt một chút xíu nào đó. Thì con quá ghét, con thấy là như vậy. Không, nhưng mà nghĩ đúng đó con nghĩ đúng. Bởi vì vô tu là đi tới chứ không có lui. Chừng nào xong rồi thì thôi, còn chưa xong đừng có lui ra thôi. Biết chừng nào cho rồi nó, mà mỗi lần tu thì nó nhất giả đi đâu, nó không nhất giả. Dạ, mình cứ nhắm đi tới thôi. Thì tới chừng đó, chừng xong là biết pháp, nắm pháp, vững rồi đàng hoàng rồi, chọn lấy cái thời điểm mà tu thì bắt đầu từ đó đi cho tới cuối cùng thôi. Chứ đừng có lui trở lại, đừng có ra, hoàn toàn sống độc cư 100%, luôn liên tục tu tập. Hễ nó ló mặt nào ra thì dập xuống, con ngồi xuống mặt nó ló mặt nào xuống thì lấy con dập mặt ấy hết, không có được để cho nó ló đâu. Trong khi mình biết pháp rồi như vậy, nó ló mặt nào ra thì con đánh dập xuống hết. Mà trong khi đó đi tới hoài đừng có tu chừng tháng, hai tháng, ba tháng cái đi ra chút rồi trở vô, hoặc là giải quyết vấn đề gì rồi trở vô, thật là được thì nó không biết bao giờ sẽ gặp. Còn cứ
đánh hoài, đánh cho tính nào mà chừng nào mình làm xong hết thì thôi rồi, thì cái thời gian nó ngắn không? Nghĩa là con nghĩ như vậy là chỉ rất đúng đó. Không có ai mà thầy nói thật sự, không cái người tu người ta muốn giải thoát mà cứ mình tu mà cứ cầm chừng như vậy làm sao mà giải thoát được. Cho nên vào tu là tu riết tự hoài, nhất định là giữ gìn giới hạnh nghiêm chỉnh, là cư trọn vẹn ăn ngủ công phi thời. Tất cả mọi cái này giữ cho trọn vẹn, rồi mình sống một mình đó mà cứ cái mặt của nó nào ló cái nào là mình dập nó hết, tự con mình thành tâm mà mau nữa chứ đừng nói rất mau đó, chứ không có lâu đâu. Cho nên không tu thôi mà hãy để tu quyết định đó. Một là chết, hai là chứng đạo, có vậy thôi chứ sụp tới không có đầu hàng. Như vậy thì mấy con mới tu mau, chứ còn mấy con nay thì còn chuyện này, mai còn chuyện khác, để giải quyết thôi. Thầy nó giải quyết hoài rồi thì con cực nhọc cho mấy con hoài, tu hoài mà nó không thắng, suốt cái đời cũng không thắng, nó không có đủ cái lực mà tu hoài nó thắng. Mà thầy thì con thấy là như vậy đó, có mấy lần mà con vào thầy đấy, ở ngoài thì nó động, ít khó được cái sự yên lặng, khi vào trong thầy thì một vài ngày là nó yên lặng rồi, nhưng mà rồi lại phải đi, cho nên bắt buộc phải đi, mà đi ra mình tưởng là giải quyết cho nó đẻ ra cái khác, có cái khác nữa, nó lại phát sinh cái duyên khác ra và nhiều duyên tiếp tục nữa, mình phải giải quyết. Mà mỗi lần vô là khó khăn, mà vô được thì ở vài bữa đi thì điều đó rất là ổn. Có những lúc con vào con không muốn bước đi ra, nhưng mà công việc, những cái sự việc còn mà không giải quyết thì cũng không ra được. Có hôm Tết vừa rồi đấy, hôm mùng 6 Tết mùng 5 vậy con vào thầy, chỉ ngày thứ nhất ngày thứ hai là bắt đầu nó trở lại cái thanh thản an lạc bình thường trở lại. Trong những ngày con ở đây thì rất là tốt, đi ra ngoài đi tìm thanh thản rất là khó, cho nên mình biết được cái hương vị đó, cái sự tu tập đó rồi mà mình đi ra lại uổng quá. Mà ba bốn bữa tự nhiên con lại phải đi ra, cho nên rất là tiếc trong lúc mình đang đi ra, nhưng mà phải giải quyết chứ còn không bỏ không được, cho nên nhọc nhằn ra vào. Mà vừa rồi cách đây một tháng vậy, con vào con tu, nó hôm trầm đến con ngồi con chiến đấu với nó, con thấy mệt, chiến đấu vài ba bữa mà chạy ra thì thôi là mệt lắm. Nhưng đợt này vô ha, con thấy là chiến đấu ảnh là thấy mệt, nhưng mà lúc đó mình có quyết chí rồi, cho nên là mình phải đánh ảnh là tan, vô đây dù cách nào tao phải đánh cho tan, còn nếu không đánh tan thì mình nhập nhằn với nó thì mình mệt khổ sở. Qua cái kinh nghiệm tu thầy có dạy cái câu gì đó, khi mà mình đứng lại á thì nó chìm xuống, mà tiến tới á thì đâu dạ. Dạ chỉ có vượt qua thôi. Mà khi quyết định tu một tháng thì phải vượt qua, mà mình quyết định tu 3-6 tháng phải vượt qua tất cả, thì lúc đó mình mới thấy được cái hương vị của nó. Đúng vậy. Nhưng mà cái sự giải thoát á thì theo con nghĩ, nếu mà mình quyết chí á thì không có thời gian rất là ngắn thôi, nhưng mà con người nó không phải có cái nghị lực, cái nghị lực mình kém quá. Chẳng hạn như bây giờ như con tu tập á, độc cư thì ra ngoài độc cư thì con cố gắng tu, nhưng mà cứ vài ba bữa thì cũng muốn lên tìm thầy, nếu mà không lên tìm thầy thì nó thiếu sự can về tu kêu kém hơn. Mà gặp thầy nghe thầy nói thôi mà nó cũng giống như là có tiêm thuốc như nó. Cho nên con thấy nó có cái nghị lực ở nơi thầy là nó làm cho mình cái nghị lực, nhưng mình làm vẫn chưa xong thì thật là xấu hổ, rất là xấu hổ. Bên cạnh thì có một người đã làm được, mà mình thì tâm mình thật sự nó rất là yếu đuối, nó không có đủ cái nghị lực để mình vượt qua những cái chướng ngại pháp. Tuy là biết pháp, tuy là biết cái sự tu tập có sự hướng dẫn của thầy, nhưng mà mình thật sự quá kém nghị lực. Nếu mà có một cái sự nghị lực dũng mãnh thì con thấy nó không có khó khăn. Nhưng mà sao á, mình chắc nuôi nghị lực chưa đủ hay sao á? Nghị lực chưa đủ. Thật sự thật ra thì trước khi mình nhắm vào đó, bởi vì Đức Phật nói như thế này nè, khi mà mình thấy mình không có đủ nghị lực đó, thì mình hãy quán chết, quán cái niệm chết, bây giờ sống, lát nữa chết sao, bữa nay sống, ngày mai chết sao, phải nỗ lực, chết bỏ, nhất định là phải làm cho được, chứ còn không được, còn mới chết là lấy gì nữa thôi. Thành ra quán cái niệm chết, nó quản, nó sợ, nó ráng đồ, thì cái nghị lực nó mới tăng lên, chứ còn không khéo, không có thấy mà cái mà mình sắp sửa mình chết rồi, thì mình không có ráng đâu. Mình thấy mình còn sống dài còn lâu, thôi từ từ, tại cái nghị lực nó không có. Cho nên cái niệm chết đó, ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy mình quán niệm chết đó, cái mục đích đó để thúc đẩy cho mình cái nghị lực để vượt qua cái khó, chứ không phải là cái quán niệm chết để rồi mình
mình không sợ chết, không phải vậy. Quán niệm chết có nghĩa là thúc đẩy cho mình nỗ lực mình chiến đấu với giặc sinh tử của mình. Cũng như bây giờ hôn trầm thì nghe mày chết sắp nữa, mày sắp chết rồi, bây giờ mày ở đây mày còn ngủ hả? À, thì cứ nghĩ lên cửa tăng rồi. Còn nhớ cái gì đó không? Thật sự đạt ra thầy chân thành nhờ thầy nhắc nhở đó. Cho nên vì vậy mà mỗi lần gục tới gục luôn, mày sắp sửa gần chết rồi mà mày bây giờ cái tuổi mày sắp sửa chết rồi mày còn ở đây mày gục, thì nếu mai mốt mày chết mày lấy gì mày gục? Thì nhắc vậy chứ mà nó tăng cường, nó tỉnh lại liền đúng không? Nó hay lắm mà con chưa có quán tử đó, quán chết đó. Đức Phật dạy mình có nhiều bài pháp rất là hay lắm chứ, để sách tấn cho mình cái năng lực của mình. Cũng như mấy con gặp thầy, mấy con về tu ham lắm, nhưng mà bữa hai bữa nó xuống. Bị gì? Cái giặc sinh tử á, tham gì nó đánh mấy con, thành ra mấy con nó đánh quể quại mỏi mệt, thành ra nó xuống dốc. Nó đánh quá mà đánh rác quá, giặc đánh rác quá mà chịu sao nổi. Trời ơi, gì mà nó gục tới gục lui mà nó quể quại, nó lười biếng, nó thích gì nữa, sao phải dễ. Cho nên vì vậy mà cái tinh thần nó sụt xuống, bị giặc đánh mạnh quá thành ra tinh thần sụt xuống. Nhưng mà khi được thầy sẽ tán, thầy khích lệ lên, cái bắt đầu tinh thần nó mạnh lên, bắt đầu coi như tinh thần nó mạnh lên, bắt đầu dễ chiến. Như là con quên cái biển. Bởi vậy thì mấy con ở xa thầy biết là cái nghị lực của mấy con nó kém lắm, nó không có đủ để mà chiến đấu thắng với cái giặc sinh tử này nè. Ở gần thầy đó, mà nếu mà được thầy hà hơi một chút là mấy con nhiều mạnh chú tăng lên mà đánh. Cứ như vậy mãi mà quyết định là thành công. Có con biết không, bây giờ mấy con còn có thầy, còn hồi mà thầy có mình, mình phải tự sắp tấn mình trên cái bước đường, là mình phải nhớ cái điều này, nhớ điều kia. Mình phải lỡ đi tu rồi, bây giờ đi ra đời không có được đâu. Mày ra đời thì xấu hổ, nó không còn cái gì. Mà chiếc áo này cạo tóc từ 8 tuổi tới bây giờ, mà mày ra thì nó nhục nhã. Phải làm cho được. Còn làm không được á, mày làm theo kiểu mấy ông thầy kia thì không có xứng đáng thì mình tu. Mình nhắc nhở mình như vậy thì mình phải ráng chứ, có ai mà giúp mình được đâu. Mình ráng, mình chiến đấu, mình tu. Mà các con biết là thầy sống 9-10 năm nỗ lực tu liên tục như vậy đó, coi như là con đại tượng mà đi tới mà không lui trở lại đó. Thì thật sự là con, cái ý con rất đúng đó. Nó không phải khó đâu con, nhưng mà phải liên tục, chứ không phải tu mà một nắng hay sương. Bữa nay tu 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi cái ra đi vòng chơi rồi cái gì vô tu nữa, kiểu nhập thất đó thì mọi chuyện không có được. Tu sẽ tới nơi tới chốn rồi thì mới sao. Cho nên không quyết thôi, quyết là mấy con trói chân mình cực chặt vô tu thì thời gian nó không có lâu. Bởi vì hàng ngày mình chiến đấu nó hoài mà, lúc nào mình cũng chiến đấu nó hoài, rồi nó đánh mình những cái cú đánh mình để cho nó lôi mình đi ra nữa, chứ không phải là nó để cho chuyện này và giữa chuyện kia nữa. Nó đủ thứ, nó nói chuyện gia đình hay hoặc là cái chuyện gì ở đâu, chuyện chùa gì đâu, nó cũng đem lôi ra, nó rủ, nó dụ mình dẫn cho mình đi. Không biết không? Thì bắt đầu bây giờ mình là người quyết tâm để giải thoát rồi thì chặt hết tất cả những cái sự dây rơ mơ rễ má này, hoàn toàn dứt hết, không có được đi. Thì như vậy mới được. Chứ còn mấy con mà cứ để ba cái dây này nó lôi qua lôi lại, lôi qua lại hết bữa. Nhất là mình sống một mình cô đơn đó, chứ là độc cư đó, nó lôi dữ lắm. Thế nó lôi dữ, thế không phải vậy. Mình lý do thì tranh đá hết mà, nhưng mà ra thì chẳng được cái gì. Chẳng được gì. Nó luận cái gì cũng hay, cũng tranh đá thôi, nó dụ đó. Nhưng mà đi ra rồi thì chẳng ra gì hết rồi. Mà nó còn gieo duyên cái khác nữa, nó những cái duyên khác nữa, nó lôi mình ra nữa. Đủ thứ. Đẻ ra. Đủ thứ cái chuyện. Rồi cũng như mấy con thấy trong cái vấn đề tu tập của mình, khi mình không bước ra thôi mà mình bước ra cái mình tính giải quyết cái này thôi, chứ mình không có ngờ cái pháp nó sanh ra. Đi ra đụng cái nó có cái chuyện khác rồi. Nó có chuyện khác rồi, ngoài chuyện khác rồi cái nó làm cho mình dính mắc nữa chứ. Rồi bỏ không được, rốt cuộc rồi cái tu của mình ra gì. Mình rất ngon. Bà thầy thì các dục nó rất là tinh vi, vi tế và nó giết mình. Cũng giống như bà thầy nói về cái người làm chủ trì cảnh giác đó. Cảnh giác trong những cái sự lợi nhuận, những cái sự mà người ta cung phụng mình á. Thì trong cái bài này con thấy thầy nói trong cái kinh của Phật ra mà thầy thích đi về chủ trì, thầy nói ít quá. Còn nhiều chút nữa để cho ông đó rõ. Cho nên các dục rồi. Các dục đó, cái đó là các dục ở trong chùa đó. Nó lôi mấy ông thầy chạy xỉn lễn với nó rồi, không có buông ra được. Mà cái bài kinh Đức Phật hay thì thầy nói thật,
ông Phật ổng sống tầm lần độc cư vậy, các dục lôi cũng được, đệ tử cũng bắt chước ổng, bắt đầu có Phật tử, có mọi người đến cúng dường cung kính, cái bắt đầu lôi đệ tử tội nghiệp, tội nghiệp cho đệ tử ông quá. Không, cái bài kinh hay quá đó, khi mà làm trụ trì coi chừng nó dính mắt nhẹ, thành ra đệ tử của Đức Phật nó dính vậy. Trừ ra có Đức Phật, người ta đến người ta cung kính, người ta tôn trọng Đức Phật nhẹ, mà Đức Phật vẫn giữ, không có để cho nó trở về cái đời sống lần giữa đó. Ở trong đó đó, mà con thấy cái bài kinh hay lắm, thầy lôi ra để thầy chỉ cho mấy ông trụ trì. Con thì con muốn nói cho nhiều nữa, đúng là nói nhiều nữa thì cũng có chứ không phải không, nhưng mà đụng chạm mấy ông đó dữ quá. Con thấy con gặp được thầy là nhờ cái duyên mà cũng không vì làm trụ trì đấy. Chứ nếu mà cách đây bằng tháng mười mấy năm mà người ta có cho chùa cho con giữ rồi đó, hai ba nơi đó, mà con mà không bị vướng với hình đệ mà con bỏ chùa không đi thì chắc có lẽ là con làm trụ trì rồi. Mà làm trụ trì rồi thì khó rứt ra cái nạn này. Ngoài đời thì nó rứt, nó trói buộc theo giữa đời, mà trong chùa hình đệ với Phật tử thì nó trói buộc theo kiểu nghi lễ à đâu, nó trói buộc với xã hội nữa, với đất nước nữa. Đất nước thì luôn luôn sợ chiến tranh, luôn luôn là phòng hộ, thì bắt buộc những người hai mặt tôn giáo thì phải làm theo những vấn đề của nhà nước. Nhưng mà có những lúc đó thì nó không đúng với cái sự giải thoát.